Xin chào mọi người. Xin chào cả nhà. Ủa mỗi thằng mang diễn thêm sức khốn cho ngày 1 còn nữa diễn được không? Dạ được. Dạ. Ngày 1 á, ngày 1 diễn sức tối, diễn là sức chiều á. Bốn giờ em ok. Rồi rồi, có 21 người coi rồi. Là diễn hai sức luôn hả? Dạ được. Xin chào mọi người. Em làm gì vậy Trung? Xin chào cả nhà yêu. Xin chào mọi người. Em làm gì vậy Trung? Chị làm gì vậy chị Nhi? Chị đang buôn bán khô gà. Em bán trái cây. Em bán trái cây gì vậy? Em bán trái cây khô, các loại nhập khẩu đó chị bán gì vậy? Chị bán khô bò nè, khô gà lạp xưởng nè. 0933704455 nha các bạn. Ui, à, mình đang live stream ai? Ủa? Sao em vậy chi vậy? Tự nhiên coi cái mặt à. Bán cái gì vậy? Em live stream buôn bán hàng đó chị. Bán cái gì vậy? Không biết bán gì mà cạnh tranh lắm, bây giờ để 2 quán vậy luôn. Ủa cái điện thoại, cái gì mà như truyền hình trực tiếp vậy? Như truyền hình trực tiếp vậy. Ủa chị Nhi chị bán gì vậy? Nhi ơi, chị bán bữa chị thấy có cái hũ khô gà, cái hũ khô bò. Khô bò gì vậy? Hũ khô bò. Ai da cái hũ gì vậy ta? Nó đẹp đẹp á, nó đẹp đẹp á. Ok ok, để em tiến nha. Đâu? Để em vỡ bài ra đã. Vỡ bài. Mà sao show tôi đang hỏi live stream của tôi vậy? Hả? Ủa chứ là chương trình của ai? Chị Nhi, chương trình của em nè. Mà em có nửa mặt à. Nè em chỉ có đây nè. Mày đã lỡ lộ mà để dầu qua lại. Vậy cho nó xem cho nó. Ủa em bị gì vậy chứ? Nè, xem nó mới đẹp. Ủa chị Nhi, chị bán gì sắp Tết rồi? Em thèm ăn cái gì ghê á, mà chị có gì để mua không? Ai có gì bán cho em ăn không? Ví dụ như anh cúp của em đi, xong cái em xè cái live stream của chị lên chỗ cái tường của em. Ủa, vậy đi, tự nhiên live stream hai cái. Vậy cho chị biết không, nhiều là truyền hình nó phát sóng, từ từ em muốn nhảy quanh cá thì nhảy. Ủa, rồi sao? Ủa chị mà Tết tới nơi em thèm ăn cái gì ghê á. Nhưng mà để cho chị nói cái sản phẩm gà chị xong. Thì em nói đó, em nói đó. Sao Tết tới nơi rồi. Cái gì vậy? Ủa, có tiền đô lì xì nữa hả? Cái này là ba lì xì khi mà mọi người mua quà Tết từ cái này ăn cho mập. Cái này bao thôi nha mọi người, phải tiền thiệt luôn nha, bao nha, cái bao. Này là cái bao. Nhưng mà mua cái đó là mua gì chị mua không? Thôi mua hết chỗ màn hình trước mặt thôi. Ờ, có chỗ tiền đô luôn á. Chị chui sau lưng nè, giống như vậy. Không, chị muốn kiếm cái khô hộp khô nhỏ nhỏ, mua một bữa. Đây nè, hộp khô nhỏ nhỏ đây nè. Trời ơi, trời ơi. Ôi, mẹ em quên đem rồi. Rồi, nhưng mà nó cho mình thiệt luôn. Ủa, mọi người ơi, mọi người đang làm gì vậy? Tụi em đang live stream mà chia sẻ. Live stream vụ gì? Chia sẻ sắp Tết tới rồi đó. Chúng ta cần phải mua thực phẩm về cho gia đình em mình. Em đừng có lợi dụng cái ví dụ như là khô bò. Quá, khô bò 150. Khô bò bự. Quá. À, khô bò bự à. Khô gà. Khô gà lá chanh. Con Nhi nó còn hộp bài, nó chưa có hộp bài. Khô bò này là nhiêu ta? Đây là nửa ký. Ba nửa ký 350, khô bò nửa ký 350. Trà bông heo, trà bông. Cảm ơn em. Giá trà bông đâu sao thấy vậy? Bán buôn mà chậm chạp quá thiệt luôn. À trà bông. Trà bông loại lớn. Trà bông gà là 1 ký là 370. Là chị bỗng thấy mặt đâu á. Live stream gì đâu, hình như cái tivi vậy. Ủa sao chị để bên live stream chị nè, bên đây nè, bên ta mới thấy. Ủa đúng rồi, bên đây bên này nè. Bên này. Đó. Rồi chị xong thông tin chị chưa? Ủa mà ví dụ sao bu rảnh quá vậy? Bu mà. Tại vì chị đợi cái hộp khô bò. Cái đó bữa nay mua anh đem rồi. Thôi vậy thôi nghỉ đi. Thôi đâu rồi, bây giờ mình làm lại từ đầu nè. Em còn đang livestream bên này rồi, để em ship về liền. Cả nhà yêu dấu ơi. Mọi người ồn ào quá rồi, bây giờ buôn bán nè. Cả nhà yêu cho em buôn bán cái nha. Thôi bây giờ em về nha, mở đầu xong rồi. Mọi người hãy ủng hộ thương hiệu của bé Trung. Đó là bán những cái loại ba cái đồ bậy bạ hóa học á. Đó, Trung nó bán vậy thôi. Bán ba đồ hóa học đồ. Nhi nè, cả nhà ơi. Ồn ào quá đúng không mọi người? Xin lỗi mọi người nha. Trung ơi, cho chị nói thông tin của chị.
Ê, đừng có ăn cắp đồ coi, đang đông đen quá rồi. Mẹ la đó. Anh BB ơi, anh tắt ra cái màn hình xíu, tại nãy người anh dính vô cái màn hình đó. À, okay. Bị dính. Dạ. Hả? Hả? Anh vẫn còn dính trong gương á. Ủa, anh còn dính luôn hả? Vẫn còn dính trong gương. Anh BB, anh đang bị nhiều quá. Ok ok, bây giờ coi như là nãy giờ mình sẽ xóa hết, bây giờ mình sẽ làm lại từ đầu. Xin chào cả nhà yêu dấu của Nhi ơi. Trung ơi, em hơi bị ồn á, tại vì bên công ty chị đang live stream. Chị có những cái nhà nào? Có. Đây, em cũng có. Đâu? Trả cho chị coi, đừng có ăn cắp đồ coi nè, mẹ chị la. Này bao nhiêu? Chưa. Này bao nhiêu chị? Từ từ, đừng hỏi em nhiều quá, để em coi bài coi. Cái này là trà bông gà. Một ký là 370, 500 gram là 190 và 200 gram đây là 90. Chặt đầu chị Nhi. Ủa Chung sao hồi nãy không like đi, tới chị like em like vậy? Không phải bên đó bị ồ quá rồi. Bây giờ chị nói giá đây, tụi em giúp chị nè. Cái này là bao nhiêu? Chị phải đọc bài. Cái này bao nhiêu vậy? Chị nói đây. Và bây giờ chúng ta sẽ đọc giá khô. Khô gà lá chanh và cá cơm. Giá. Từ từ đừng làm chị Nhi. Hai trăm gram. Xin chào mọi người. Ê, có ai ăn cắp khô gà bơ tỏi của em rồi? Ăn cái hũ nè. Cái này là gì? Cái này lá chanh. À, không phải. Chị bán rồi. Mày bán cho anh Bằng cho em mượn lại cái hũ đi. Này ký. Để em live stream. Này nửa ký đúng không? Này nửa ký đúng không? Rồi, cái này bán rồi, cái này bán rồi nè. Và bây giờ chúng ta bắt đầu nha. Khô gà lá chanh. Khô gà lá chanh 200 gram nha mọi người. 200 gram với giá 90 ngàn. Và 50 gram, 500 gram với giá 180 ngàn. Và 1 ký thì có giá là 350 ngàn nha. Là 0933704455. Lạp xưởng 1 ký giá bao nhiêu vậy Nhi ha? Lạp xưởng là lẻ nè. Lạp xưởng thì có giá bao nhiêu? Wow, bao bì thật là hấp dẫn. Vào mùa Tết, dường như đặc biệt là bao bì như thế này à. Đúng rồi, bởi vì đây là những sản phẩm dành cho mùa Tết này. Đặc biệt chị ăn cho mập là chị Diệu Nguyên á, là giám đốc công ty sẽ không lên giá. Bao nhiêu tiền? 200 ngàn. Hai trăm ngàn quá. Một bịch như thế này chúng ta có thể tặng biếu người thân, thật là tiện lợi và quý phái đúng không các bạn? 0933704455. Và tiếp tới đó là trà bông gà. Trà bông gà đó là giá 200 gram. Chị cứ ngồi đây luôn được không? Tại vì sợ nghe tiếng không rõ đó. Rõ. Đây là hộp 200 gram với giá bao nhiêu? 90 ngàn. Rồi, 200 gram 90 ngàn. Hộp 500 gram. Hộp 500 gram. Hộp 500 gram. Bay xuống đây với giá 190 ngàn. Cái gì? 500 gram mà sao 190 ngàn? 500 gram. 500 gram. Đúng rồi chị. Má mày bán cho phải tao bán đâu. 1 ký với giá 370 ngàn. Là hai hộp này. Và khô bò. Khô bò mới xuất sắc nha. Đây, khô bò là một sản phẩm mới của bên công ty Diệu Nguyên. Ăn cho mập với số điện thoại 0933704455. Khô bò rất là ngon nha. 200 gram. Giá 150 ngàn. Khô bò thật nguyên chất 100%. Nhà ăn, nhà làm, nhà bán. Khô bò 500 gram. 500 gram. Với giá 350 ngàn. 350 ngàn đồng. Nhà ăn, nhà làm, nhà bán. 1 ký thì nhỉnh hơn một chút xíu, đó là 680 ngàn. Cảm ơn Triều rất là chúng nhiều. Chúng ta có thể tiết kiệm được 20 ngàn lận. Ừ. Hết rồi. Còn chơi. Cô cá chỉ vàng này. Và bịch khô cá dĩa vàng cũng giống như bịch lạp xưởng các bạn ơi. Các bạn ơi, bịch lạp xưởng này các bạn. Lạp xưởng nè, hút chân thông. Hai bịch rất là tinh tế. Rất là tinh tế nha các bạn, có hoa cỏ mùa xuân. Khô cá dĩa vàng 1 ký với giá 280 ngàn. 500 gram với giá 150 ngàn. Chúng ta nếu mua 1 ký sẽ được tiết kiệm tới 20 ngàn. Rồi. Cảm ơn chị, đây là hết rất nhiều. Ngon nha mọi người rất ngon, đồ ăn của chị Nguyên với lại chị Nhi bán rất ngon nha mọi người.
Cảm ơn em, tuyệt vời. Em có thể khen cách tự nhiên hơn giùm chị được không? Tuyệt vời, rất tuyệt vời. Ừ, cảm ơn. À, ba tê nữa chị. Ừ, đúng rồi, ba tê là xuất sắc mọi người ơi. Xuất sắc nha, rất cả nhà yêu ơi. Đây nè, đây là khô cá chỉ vàng. Khi mua về mọi người nhớ bảo quản ở tủ lạnh nha. Và khi ăn, chúng ta hãy thực hiện chế độ chế biến 4 giây. Đó chính là khi chảo nóng xong, chúng ta đổ một ít xíu dầu thôi. Rồi sau đó bỏ một mặt lên, đếm từ 1 tới 2. Rồi đổi mặt ngược lại của cá, đếm từ 1 tới 2. Đó là quy tắc 4 giây khi ăn khô cá chỉ vàng. Bởi vì như vậy thì nó sẽ rất là ngon và nó không có bị khô. Đây là cái mồi nhậu Tết đó. Cái này để nướng được. Cái công ty đó hơi bị ồn ào rồi đó. Quảng cáo hai bên mệt mất rốt luôn, không quảng cáo nữa. Anh Chiều lát không có một cầu đầu nào luôn anh Chiều. Công ty này á, thật sự luôn á. Mọi người hãy share livestream của Nhi nhiều lên coi. Ờ đây mua chụp. Rồi bây giờ đây, đây chúng ta hãy livestream nào. Rồi. Cái gì vậy? Nói chuyện đi. À chào các bạn. Ủa, có đây vậy? Ủa, giờ bán đối tượng khán giả mới hả? Cái này là mình tìm đối tượng. Xin chào cả nhà. Hiện tại là lạp xưởng với lại khô gà đang ở nằm trên một cái livestream khác. Bên này mọi người hãy qua livestream của Quang Trung xem bán lạp xưởng khô gà. Dù Nhi đang bán bên đó nha mọi người. Chúng ta trao đổi hàng hóa nè mọi người. Bên livestream của Quang Trung. Còn ở đây thì vào. Mọi người muốn mua thì mọi người hãy mua những cái hạt khô. Đây. Hạt khô như là hạt mất cao wasabi của hai đứa nhỏ gourmet. Ủa trời ơi, có dịch vụ nhân viên dựng. Mọi người ơi, xin lỗi mọi người rất nhiều nha. Tại vì á Triều á, Triều không có điện thoại, không có được livestream, không ổng có Facebook, bị ta xin nhẹ Facebook rồi. Cho nên bây giờ Triều thấy ai livestream á. Ủa chết cha, ủa không được hả? Giá bao nhiêu của sản phẩm nào ta? À, bạn nào mà đã mua sản phẩm sử dụng rồi á, mà các bạn mọi người bây giờ mọi người hãy cùng đọc lại số điện thoại của Nhi nào. Không phải số điện thoại này là số điện thoại của bán khô gà nha, 0933704455 nha. Cái điều đầu tiên ở cái ngày hôm nay Nhi livestream đó chính là Triều ơi, Triều hai người đó không có ồn. Triều rất ồn luôn. Ăn tiền mà. Ăn tiền cái gì mà hồi đó em cho Triều một cái hũ khô gò nè. Bự nhỏ. Bự nè. Đâu, lấy để đưa đây cho các bạn rồi. Hũ này mới bự chứ. Mẹ la. Tươi, giá là. Ok, 609.000 nữa cái. Trời đất ơi. Xin lỗi mọi người nha. Giá là 379.000. Đầu tiên thì ngoài cái pate á, thì nếu như mà mọi người thích thì Tết mọi người có thể order trước Tết nha. Bởi vì nếu như mà order nhiều quá thì cả nhà đi chơi Tết làm không nổi. Lạp xưởng 200.000 một ký, nhưng mà mọi người có thể mua nửa ký là 100.000. Đây là bịch một ký nha. Đây là bao bì Tết ăn cho mập của chị Nguyên nhớ nha. Khô cá chỉ vàng nha. Đây bao bì Tết hút chân không rất là sạch sẽ, rất là đẹp. Mọi người về nhé, bảo quản tủ lạnh. Và cái điều quan trọng nữa là bên chị Nguyên ăn cho mập á, bán một cái set quà Tết thì mọi người có thể mua và nói là những cái này là em mua để em biếu quà Tết cho mọi người. Cho nên chị Nguyên sẽ đưa cho mọi người cái túi này. Đó, chúc mừng năm mới. Thì ở trong cái túi này mọi người có thể order những cái món nào tùy mọi người thích thôi. Đầu tiên đó chính là lạp xưởng nè, sẽ bỏ vô túi luôn. Thứ hai là khô cá chỉ vàng, bỏ vô túi luôn. Bao nhiêu ký thì tùy vào mọi người mong muốn mà đặt cho chị Nguyên nha. Tiếp theo đó chính là khô bò 200g và một nửa ký 200g và 500g, bỏ vô túi luôn. Và trà bông và khô gà cũng bỏ vô túi luôn. Đây có thể gọi là một set quà Tết mà mọi người có thể mua để biếu và tặng cho mọi người.
gia đình và bạn bè của mình khi mà Tết đến. Đây, nhìn là một túi như vậy nè. Đó. Và bên trong túi tùy vào sản phẩm mà mọi người có thể nói với lại chị Nguyên là bỏ bao nhiêu món trong đây, và mỗi món như vậy một hộp là bao nhiêu ký. Và đặc biệt khi mọi người mua những cái sách quà Tết này thì bên trong chị Diệu Nguyên sẽ để cho tặng cho cả nhà của mình bao lì xì. Bao lì xì này năm ngoái thì ghi là chúc mừng năm mới năm, nhưng mà nhiều khi mọi người xài không hết thì năm nay không có sử dụng lại được. Còn bao lì xì này đó, thì khi năm nay không xài hết thì năm sau mình có thể mình tái sử dụng lại, bởi vì không có ghi năm gì hết. Đó, rất là dễ thương nha. Rồi, đây mọi người hãy nhớ gọi là 0933 704455 nha. Đây, ship hết, ship tỉnh hết nha mọi người, ship tỉnh hết. Cho nên cứ việc gọi là 0933 704455 và sẽ không có gặp Diệu Nhi đâu. Cho nên mọi người đừng có gọi số điện thoại đó mà hỏi chị Diệu Nhi đâu, bởi vì cái đó là số điện thoại buôn bán thôi. Đây, sách quà Tết như vậy đó, mọi người thấy không? Đây, một túi rất là to và bên trong có rất là nhiều quà nha. Đó, mọi người có thể order bên trong có bao nhiêu hũ, bao nhiêu ký cũng được. Thì khi cái Tết thì mình nói là chúc mừng năm mới đó, mình tặng cho túi quà Tết này rất ý nghĩa và rất chất lượng, bởi vì đồ ăn rất là nhiều. Và hết Tết thì mình có thể tái sử dụng này cho mẹ mình đi chợ nè. Đó, và mình có thể xách về nhìn rất là sang, mọi người thấy không? Và cái túi này á, mình có thể xách đi event được. Đi event được không chị? Đó, kiểu vậy. Thấy chưa? Mọi người hãy nhớ số điện thoại nha, 0933704455, để có thể mua. Giá hồi nãy là điều đọc rồi nhưng không nhớ, nhưng mà tí nữa Nhi sẽ comment giá ở dưới comment nha. Ây à, mọi người có ai thắc mắc gì không? À, nếu mà mọi người muốn mua nhưng mà mọi người muốn xin hình và chữ ký Nhi á, thì có thể nói cho cái người nào bắt số điện thoại là 0933704455 đó, thì nó là con thích chị Nhi lắm, cho con xin tấm hình và chữ ký, thì là mẹ Nhi cũng sẽ để một tấm hình với chữ ký vô cái túi này nha. Không tính thêm tiền đâu. Đây, đây là một cái set quà Tết, mọi người có thể mua nhiều túi như vậy để có thể tặng cho bạn bè và gia đình cũng như là đối tác của mình. Tùy vào chất lượng bên trong có bao nhiêu món mà từ đó thì sẽ tính tiền nha. Mọi người hãy like và share livestream này cũng như nhiều nha, để cho chị Nguyên năm nay có một cái Tết an khang thịnh vượng và vui vẻ nha cả nhà. Rồi, Nguyễn Nguyễn, cho em gặp Hải Triều đi. Em ơi, em vào Facebook của anh Hải Triều nha. Hải Triều đây, Hải Triều đây các bạn ơi. Các bạn hãy mua khô gà, khô bò, khô lạp xưởng, rồi khô cách dĩa vàng của Diệu Nhi nha, để được gặp Hải Triều. Bye. Mọi người biết không, thật ra đó bây giờ buôn bán khó khăn lắm. Mấy cái món này trên mạng ai cũng bán hết trơn á. Nhưng mà Thuận Nguyễn á, lạp xưởng ở Thuận Nguyễn cũng bán luôn. Nhưng mà Thuận Nguyễn, thực sự lúc khi mình nhìn những cái bộ hình mà Thuận Nguyễn ngã ngớn bên những cái thớ lạp xưởng á, mình mất cười quá. Mọi người cũng đã vào Facebook Thuận Nguyễn, thì nếu mà mọi người thương Thuận Nguyễn thì cũng hãy mua ủng hộ Thuận Nguyễn nha. Đây đây, mọi người có thể thấy là Thuận Nguyễn này có một cái thương hiệu khủng long. Thì Thuận Nguyễn có chụp những cái bộ hình bên những cái thớ lạp xưởng. Mọi người thấy không? Đây là xưởng Thuận Nguyễn. Đây, Thuận Nguyễn ngã ngớn bên thớt lạp xưởng. Đây, bia, bây giờ Tết tới nơi rồi, phải tranh thủ bia đi buôn bán. Cho nên là Thuận Nguyễn có thể là vòng cổ lạp xưởng bởi Thuận Nguyễn luôn nè mọi người, thấy chưa? Đó, mọi người hãy ủng hộ Thuận Nguyễn nha. Và ủng hộ Trung. Quang Trung thì Quang Trung có bán những cái món như là bá đồ bậy bạ đó mọi người. Cái bá đồ dư đồ ở nhà rồi cái Quang Trung bán, nhưng mà thấy cũng rất là ngon. Nhưng mà với cái giá thì cũng rất là mắc mỏ. Thì mọi người có thể ủng hộ Trung. Thì Quang Trung bán hạt mắc ca rồi này kia nọ đó. Mọi người có thể vào fanpage. Ủa, fanpage của em hả? Hai đứa nhỏ cô mê. À, fanpage hai đứa nhỏ. Cô mê là gì? Cô mê. Cô chị nói vô Facebook em đi. À. Tại vì
mọi người có thể vô Facebook của Quang Trung nha. Mới thấy thương hiệu của Quang Trung là hai đứa nhỏ. Anh thử được không? Cô mê. Dạ được anh, tại vì cái này anh thử được không? Cái này được bán. Dạ em bán hết anh, cái này ăn thử được tại vì này anh bằng mua rồi. Anh có thể ăn của anh bằng. Dạ đây. Ủa này nhà nhỏ rẻ hơn. Dạ nhỏ này là 150. Còn này. Còn này là 500 gram là đến để coi lại. Thôi được hơn, mua 150 đi. Dạ mua 150 nha. Mọi người thấy không, lên để mà livestream để mà giới thiệu cho mọi người ở trên Facebook thôi, nhưng mà thực sự á, bởi vì quá ngon lành cho nên là mua hết rồi, bây giờ không có còn một cái gì để mà cho mọi người livestream hết. Thôi hy vọng là mọi người hãy nhớ share livestream của Nhiên nha, 0933 704455. Bây giờ như không thể nào hát được nữa thôi nè, chảy nước mũi nè, đang bị bệnh. Cho nên hy vọng là mọi người có thể ủng hộ thương hiệu ăn chăm mập Lê Thị Viễn. Em kêu mọi người vô phố Anh. Ủa chi vậy? Mọi người nếu mà muốn chụp hình Tết á thì hãy vào Facebook của anh Lê Thị Viễn nha. Và đặc biệt nữa là hãy nhớ đến với sân khấu Thế Giới Trẻ xem vở kịch Ngôi Làng Ma Ám nè. Và tiếp theo là năm sau sẽ đi ra rạp để xem phim Vui Đại Náo của Diệu Nhi nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Từ đây tới Tết Nhi sẽ live stream rất là nhiều để bán được, để cho gia đình Nhi nói chung và cũng như chị Diệu Nguyên nói riêng có một cái Tết ấm no, hạnh phúc hơn và một cái Tết đủ đầy, ngon hơn nhờ đã bán được rất là nhiều khô gà. Đó, nói chung là mọi người hãy mua hàng của Nhi 0933 704455. Thế thôi. Đó. Đã đến giờ biểu diễn rồi. Đến giờ biểu diễn rồi cho nên là Nhi sẽ qua Instagram Nhi live stream 5 phút nữa nha mọi người. Bye bye, cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Qua Instagram live stream bán hàng 5 phút nữa nha. Bây giờ phải coi lại giá từ đầu đây nè. Bé thương. Em như một người rình rập chị, em luôn rình rập chị. Đây, để giá đây nè, có thể đọc được. Xin chào cả nhà. Xin chào mọi người, hiện tại Như đang ở sân khấu Thế Giới Trẻ để diễn cho vở diễn mới, đó là Ngôi Làng Ma Ám đây. Xin chào. Xin chào Hương Giang. Xin chào Hùng Sheila Kushai. Và bây giờ vở kịch Ngôi Làng Ma Ám xin phép được bắt đầu. Mọi người đang diễn kịch cho nên Nhi sẽ livestream cỡ 5 phút thôi. Bởi vì để bán túi quà. Ăn cho mập 0933 704455. Đây là những món mà Tết năm nay chị Diệu Nguyên với thương hiệu ăn cho mập sẽ bán. Đầu tiên đó chính là khô gà lá chanh. Khô gà lá chanh nha. Khô gà lá chanh và cá cơm thì đồng giá với nhau, 1kg là 350 nè. 500g là hũ này là 180, còn hũ này nhỏ hơn là 90.000 nha, khô gà lá chanh. Còn khô gà bơ tỏi á, thì mắc hơn một chút xíu tại vì tiền bơ với tiền tỏi. Bán rồi, nói chung là nó cũng sẽ 500g là cái này.
200g là anh này. Bơ tỏi thì 1kg là 370 nè, 500g là 190, mà 200g là 90.000. Rồi mọi người nhớ nha. Và đặc biệt nữa đó chính là lạp xưởng vẫn sẽ không lên giá vào dịp Tết này. Ăn cho mặt của chị Diệu Nguyên là 0933704455 á, bán cả năm không lên giá. Đặc biệt là Tết nữa. Đây, lạp xưởng với bao bì rất là dễ thương và hút chân không, rất là sạch sẽ luôn, là để dành cho mọi người mua đem về ăn Tết cũng được, và có thể tặng quà cho gia đình, người thân, bạn bè và đối tác của mình cũng được. Đây. Đó. Đây lạp xưởng như vậy là 1kg. Giá 200.000, nhưng mà cũng có bán bịch nhỏ hơn, nửa ký giá 100.000 nha. Lạp xưởng ăn chăm mập 0933704455. Và tiếp theo đó chính là pate. Pate ba làm 500g là 140, tặng kèm một hũ bơ ba tự đánh luôn bằng trứng gà đàng hoàng luôn. Và một món rất là mới với mọi người đó chính là khô bò. Đây, khô bò rất là ngon, là mồi nhắm rất là ngon luôn nha. Khô bò này giá là, hũ này là hũ 200g là 150, 500g là 350, 1kg là 680. Đó, mọi người đã nắm giá hết chưa? 0933704455. Và tiếp theo là cái gì đây? Khô cá chỉ vàng. Đây, khô cá chỉ vàng đặc sản Phan Thiết nha. Đây, bao bì cũng được hút chân không, rất là sạch sẽ luôn. Khô cá chỉ vàng này khi mà mọi người mua về là nhớ bảo quản tủ lạnh. Lạp xưởng cũng bảo quản ở tủ lạnh nha. Nếu như mà mọi người thắc mắc về cách bảo quản các sản phẩm á, thì khi mua nhớ hỏi cho kỹ để về nhà không có bị hư uổng rồi đổi thừa tôi. Dạ anh Quang Tuấn ơi, khô cá chỉ vàng, nếu như anh Quang Tuấn quan tâm thì khô cá chỉ vàng với cái bịch này là nửa ký là 500g, như vậy là 150.000, còn 1kg là 280.000. Khô cá chỉ vàng này anh Tuấn ơi, nếu như anh Tuấn có yêu thích món khô cá chỉ vàng này thì anh Tuấn ơi, anh khi anh đem về nhà, anh Tuấn hãy nhớ thực hiện cái khô cá chỉ vàng này với quy tắc 4 giây. Anh Tuấn ơi, đầu tiên anh Tuấn hãy mở chảo lên, và sau đó anh Tuấn ơi, anh đợi chảo nóng và bỏ một chút xíu dầu vào. Anh Tuấn ơi, khi anh gấp một con cá chỉ vàng anh bỏ vào chảo thì anh Tuấn hãy nhớ anh đếm 1-2 giây anh Tuấn gấp con cá chỉ vàng lên, và anh Tuấn lật mặt ngược lại. Anh Tuấn hãy nhớ rằng anh Tuấn vẫn tiếp tục đếm 2 giây cho cho. Mày lên lên bên thử nha. Lên bên thử. Anh mua bên này. Dạ. Anh đang diễn cái lát anh. Ok. Dạ, cái chỉ vàng muốn Phan Thiết đó. Ngon mà Phan Thiết đó, ngon lắm. Và anh Tuấn ơi, khi anh đã áp dụng quy tắc 4 giây thì sau khi anh lấy con cá chỉ vàng ra ngoài dĩa thì anh Tuấn ơi, anh hãy nhớ là để một cái, một là cái miếng dầu thấm dầu hay là cái miếng khăn giấy thấm dầu để nó thấm hết dầu con cá chỉ vàng mình ăn, mình sẽ không cảm thấy bị bở nha anh Tuấn ơi. Anh Tuấn đâu rồi? Anh Tuấn đi rồi. Đi đâu rồi? Anh Tuấn đi chiên rồi, anh Tuấn đi chiên rồi. Đi ra diễn rồi hả? Chị Nga ơi, khi chị Nga mua gói khô cá chỉ vàng này về, chị Nga ơi, chị Nga hãy nhớ rằng chị Nga áp dụng quy tắc nấu con khô cá chỉ vàng này với quy tắc 4 giây nha chị Nga ơi. Đầu tiên 4 giây. Nếu như mà 4 giây ăn vô còn thấy sống thì tiếp tục thêm 4 giây nữa nha chị Nga ơi. Ủa vậy là mấy giây mới được ăn? Nói chung tùy theo cái tay nghề chị Nga ơi, đừng đổi thừa con cá nhà em chị Nga nha. Chị bán gì ngon quá vậy? Bị gì vậy? Chị nói lại từ đầu, chị mở. Chị là chị hỏi cho chị bệt nổi mà... lắm. Ủa, chị cái túi này được tặng luôn hả? À đúng rồi, này cái túi này được tặng hả? Cái này đúng, cái này mình biết, cái túi này mình đã ăn rồi nè mấy bạn, ngon lắm mấy bạn. Mà cái túi này được tặng không chị Nga hay là sao? Cái túi này cái được túi tặng. Trời ơi, được tặng cái túi đẹp như vậy đó hả? Mua con cá chỉ vàng mà tặng cái túi bự vậy hả? Đây là cái túi để đựng những cái hũ, rồi những cái bịch lộn, những cái món hàng mà mọi người mua để tặng gia đình và mọi người tặng mọi người bà con Tết á. Đây là đây là cái túi vải này, mọi người có thể tái sử dụng. Đây là chúc mừng năm mới nè, khi mọi người mua nói là tặng quà biếu Tết, những cái món gì mọi người thích, một hũ khô bò nhỏ này 200g, một hũ chè bông nhỏ, hay là một bịch khô cá chỉ vàng nhỏ, một bịch lạp xưởng nhỏ gì đó, thì sẽ tùy theo mà bao nhiêu mà tính thì sẽ bỏ vào cái túi này cho mọi người, mọi người có thể biếu Tết. Thì khi mua những cái phần quà biếu Tết này là Nhi ơi, trả tiền nè. Dạ cảm ơn anh Tuấn nha, anh Tuấn ơi, mọi người trả 200.000 nha, mọi người nhớ dùm banh nha.
anh Tuấn nghĩ xong chưa? Vậy là đưa anh Tuấn khô cá chỉ khô vàng. Khô cá chỉ vàng 500g 150.000. Vậy là thối lại 50. Thối lại cho anh Tuấn 50 nhưng mà thiếu đi anh Tuấn ơi. Nè mọi người, sẽ được tặng một cái túi này để tặng quà Tết nha. Và cái túi không? Anh có túi không? Anh không có túi, tại chỉ mua một cái bịch thôi. Nếu như anh mua nhiều món mới được tặng cái túi này để cho mọi người tặng quà biếu Tết, hoặc là ở nhà có thể tái sử dụng túi nhiều lần. Túi này mình có thể đi event nha anh Tuấn ơi. Túi này đi event. Và quan trọng hơn hết, khi mà mọi người mua 0933 704455 á, gọi vào số điện thoại mua hàng và để tặng quà biếu Tết, thì cả nhà của mình sẽ được tặng những bao lì xì như thế này đó, rất là nhiều luôn, để có thể tiền bỏ vào đây và lì xì cho con chó và gia đình của mình nha. Ai mới xem livestream mới vừa vô thì cả nhà yêu dấu hãy coi lại từ đầu dùm Nhi sau khi kết thúc livestream này nha. Bệnh quá rồi. Thôi thì bây giờ cả nhà hãy nhớ gọi vào 0933704455 nha. Và bảng giá thì có thể lên trang fanpage của Nhi để có thể coi lại từ đầu. Qua diễn hai suất. À, điều quan trọng nhất là mọi người hãy nhớ Tết này và ra sân khấu Thế Giới Trẻ ủng hộ vở kịch Lôi Làng Ma Ám của Nhi và bộ phim Vui Đại Náo vào năm sau của Nhi nha. Bye bye mọi người rất là nhiều. Cảm ơn cả nhà. Bye bye.